Bây giờ khán giả của Tết Trần TV, nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh sau trận đấu, và đặc biệt là mình quan sát đến Đoàn Văn Hậu. Cầu thủ đã có trận đấu chính thức cho câu lạc bộ Hà Nội sau rất nhiều ngày vắng bóng, và chúng ta sẽ cùng xem là kết thúc trận đấu này thì Đoàn Văn Hậu làm những gì và câu lạc bộ Hà Nội đón nhận cái chiến thắng này ra làm sao. Giờ sẽ cùng phân tích xem một chút xem là Đoàn Văn Hậu chơi trận đấu này như thế nào các bạn nhé. Các bạn thân mến, như vậy là trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Sài Gòn đã kết thúc với tỷ số là 3-1 nghiêng về phía đội chủ nhà Hà Nội. Hà Nội đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở những phút đầu tiên của trận đấu, sau đó thì để Sài Gòn gỡ hòa. Và sau đó thì Hà Nội đã liên tục vượt lên. Và bây giờ là trận đấu đã kết thúc. Ngày hôm nay thì mình muốn nói đến màn trình diễn của Đoàn Văn Hậu. Hôm nay Đoàn Văn Hậu đã ra sân chính thức trong áo của câu lạc bộ Hà Nội và thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái. Hôm nay thì câu lạc bộ Hà Nội thi đấu với đội hình sơ đồ 4-1-4-1. Và Đoàn Văn Hậu đã chơi ở vị trí mà có thể nói là rất quen thuộc và sở trường của mình. Bên cạnh Đoàn Văn Hậu có sự góp mặt của Duy Mạnh, Thành Trung, đều là những cầu thủ khá quen mặt, thuộc tên và là những đồng đội của Hậu ở câu lạc bộ cũng như của đội tuyển quốc gia. Bây giờ Đoàn Văn Hậu sẽ có lẽ là sẽ được mời ra để trả lời phỏng vấn nhanh sau trận đấu. Ngày hôm nay thì Duy Mạnh và Thành Trung cũng đã có một trận đấu có thể nói là hoàn thành nhiệm vụ, dù cho Thành Trung đã để mắc một sai sót dẫn đến qua pha đá penalty của câu lạc bộ Sài Gòn. Nay Đoàn Văn Hậu đã thi đấu không chọn 90 phút, và những phút đầu của sau những phút của hiệp 2 thì Đoàn Văn Hậu đã rời sân. Với những phút có mặt trên sân thì Đoàn Văn Hậu có lẽ là đang cố gắng tìm lại cảm giác của mình. Hôm nay Đoàn Văn Hậu vẫn chưa có được những thể trạng tốt nhất và phong độ của Đoàn Văn Hậu vẫn chưa ở mức cao nhất. Tuy nhiên theo quan sát của mình thì điểm mạnh của Đoàn Văn Hậu vẫn là những pha bật cao đánh đầu và cực kỳ nguy hiểm ở những pha đá phạt khi mà Đoàn Văn Hậu có mặt trong vòng cấm. Hậu luôn luôn là điểm đến của trái bóng từ pha đá phạt góc cho đến những pha đá phạt ở hành lang hai biên. Người châm ngòi cho Đoàn Văn Hậu thường xuyên đó là Văn Quyết, bởi những pha đá phạt góc của Văn Quyết cũng rất là có sức sát thương cao. Ngoài ra thì có một số những tình huống của Đoàn Văn Hậu lên tấn công thì mình thấy là cũng chưa thực sự quá sắc bén như phong độ trước đây. Bên cạnh đó thì Hậu cũng có những pha tranh chấp khi mà gặp những tình huống tấn công. Đó đều là những pha bóng mà Hậu có lợi thế về thể hình. Cũng phải nói thêm là sự bọc lót cũng như là sự sơ đồ của Hà Nội là rất tốt. Chính vì thế mà Hậu cũng đã có được một đội hình đủ mạnh để có thể có được những pha xử lý tốt của mình. Mình nghĩ rằng Hậu còn thêm rất nhiều thời gian để có thể có được phong độ tốt nhất. Chắc chắn là các cầu thủ Hà Nội đã bắt đầu ra về rồi. Hôm nay thì Hà Nội đã đón 5.000 khán giả đến với sân vận động Hàng Đẫy. Và với một đối thủ như Sài Gòn FC thì thực sự là cũng không phải là một trận đấu có quá nhiều những sự hấp dẫn ở hai cái tên. Hà Nội thì vẫn vậy. Đặc biệt sau khi Quang Hải rời đi thì Hà Nội đã giảm sút hút đi rất là nhiều. Bên cạnh đó thì câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai lúc này một đối thủ có thể nói là rất lớn của Hà Nội tại mùa giải năm nay, đang có được những phong độ khá tốt của mình. Và
và đang sẵn sàng cho một trận cầu vào, mình nhớ không nhầm là vào khoảng ngày 15 tháng 7 thì hai đội bóng này sẽ có trận đấu với nhau tại V-League. Đó sẽ là một trận đấu cực hay vì cả Hoàng Gia Lai cũng như là cả Hà Nội đều đang có dấu hiệu cạnh tranh chức vô địch sau những trận đấu rất hay của mình. Hôm nay thì trong hàng tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội cũng xuất hiện của cầu thủ trẻ Hai Long. Theo mình đánh giá thì Hai Long cũng đã rất là cố gắng và tung ra rất nhiều cú dứt điểm. Tuy nhiên vận may sẽ chưa mỉm cười với cầu thủ của người Mạo Khê, Quảng Ninh. Và vai trò thủ lĩnh của Hà Nội vẫn phải là Văn Quyết. Văn Quyết đã có màn trình diễn rất tốt trong những trận đấu gần đây và vẫn là một thủ lĩnh. Hôm nay thì Cao Văn Triền cũng như là một số các cầu thủ của câu lạc bộ Sài Gòn mặc dù đã rất cố gắng, tuy nhiên nếu những ai đã xem trận đấu này các bạn thấy là Hà Nội đã mạnh hơn Sài Gòn toàn diện và thực tế là họ đã đè Sài Gòn ra để chơi bóng. Mặc dù Sài Gòn cũng đã có những pha tấn công với sức gọi là với những cái vũ khí không hề đơn giản, tuy nhiên đó là chưa đủ để có thể đánh bại đội bóng thủ đô. Cao Văn Triền đang tâm sự với Thành Lương, Vũ Minh Tuấn, số những người bạn của Văn Triền. Hôm nay Hà Nội chỉ chơi với một ngoại binh duy nhất, Silazi. Trong khi đó thì câu lạc bộ Sài Gòn gần như là cất tất cả ngoại binh của mình. Và ngày hôm nay không khác gì trận đấu nội bộ của cao thủ Việt Nam và không có ngoại binh nào cả. Rồi, chúng ta đã kết thúc những hình ảnh sau trận đấu và có lẽ là Đoàn Văn Hậu chắc chắn sẽ còn phải cố gắng rất nhiều hơn nữa để có thể lấy lại được phong độ của mình. Một trận đấu mà đối thủ của Hậu không phải là những cầu thủ quá đẳng cấp và Hậu có cơ hội được lên dâng cao tấn công cũng như là chơi bóng. Cảm giác của Hậu vẫn còn chưa thực sự lấy lại được 100%. Hậu đang bắt tay người đàn anh Quốc Long, cầu thủ cũng đã từng là thành viên của câu lạc bộ Hà Nội, trước đây là Hà Nội T&T. Các phóng viên vẫn đang nán lại để có thể hỏi được Hậu một chút nào đó. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video trên kênh Test Trần TV. Có lẽ chúng ta sẽ còn chờ đợi Văn Hậu ở những trận đấu tiếp theo. Và đừng quên bấm like, subscribe và bấm nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi có video mới. Chúc cho Văn Hậu có được phong độ tốt trở lại sau những trận đấu tiếp theo. Và đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ chào đón nhiều cầu thủ nữa trở lại ở những trận tập trung sắp tới. Đó là điều quan trọng nhất. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo trên kênh Test Trần TV.